Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là, vào tối 25 tháng 4 dạng sáng 26 tháng 4, giải U23 châu Á 2024 sẽ bước vào hai trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết. U23 Qatar đụng độ Nhật Bản và U23 Indonesia chạm trán Hàn Quốc. Sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn về trận U23 Indonesia chạm trán Hàn Quốc. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, trận tứ kết thứ hai U23 châu Á này, về lý thuyết thì, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U23 Indonesia rất nhiều. Hàn Quốc luôn là thế lực khó bị đánh bại và U23 Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội với vòng bảng hoàn hảo khi giành thành tích toàn thắng, ghi 4 bàn và không để thủng lưới lần nào. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc được dự báo sẽ gặp khó khăn trước U23 Indonesia và nếu không tập trung cao độ họ có thể phải trả giá đắt. Đoàn quân của huấn luyện viên Sinte Jong đang chơi tốt tại giải U23 Châu Á 2024. Đối với Indonesia tại vòng bảng, U23 Indonesia đã giành hai chiến thắng thuyết phục trước Úc và Jordan để tiến vào tứ kết. Ở trận tứ kết còn lại, chủ nhà U23 Qatar sẽ chạm trán U23 Nhật Bản vào 21 giờ ngày 25 tháng 4. Trên thực tế, U23 Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn U23 Qatar về con người lẫn lối chơi. Tuy nhiên, U23 Kata lại sở hữu lợi thế sân nhà. Đó là khác biệt quan trọng có thể giúp U23 Kata được đánh giá ngang ngửa với U23 Nhật Bản. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là thông tin về lịch thi đấu về vòng tứ kết U23 châu Á. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. VTA xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những thông tin được cập nhật ở video sau.